Theo từ điển Phật học Hán Việt của nhà nghiên cứu Đoàn Trung Còn, từ đau xuất đà, có nghĩa là tri túc, hỷ túc, diệu túc, thượng túc. Trước kia, Đức Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật thì là Bồ Tát hộ minh ngự nơi cung trời đau xuất. Chừng Ngài từ giả cung đau xuất mà xuống trần làm Phật thì Ngài phó trúc lại cho Đức Di Lặc, dặn dò Di Lặc kế tiếp Ngài nơi cung ấy mà giáo hóa chư thiên và chư Bồ Tát. Hồi thế kỷ thứ 5 dương lịch, hai anh em Vô Trứ và Thiên Thân có tham thiền lên cung Đâu Suất, được Đức Di Lặc giáo hóa và truyền kinh pháp. Hiện nay ở cung Đâu Suất có rất nhiều vị Bồ Tát cùng với Đức Di Lặc trong cuộc giáo hóa chúng sanh. Những vị Bồ Tát trước khi giáng thế làm Phật đều trụ nơi cung Đâu Suất. Mấy vị ấy được gọi là Bổ Xứ Bồ Tát hay là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, đều là bậc tự tại thần thông thường du hóa đi tế độ chúng sanh và du hành đến các cõi tịnh độ của chư Phật. Có kinh chép rằng, một ngày một đêm trên cảnh Đâu Suất bằng 400 năm ở chốn nhân gian, nếu tính theo một năm 360 ngày, thì một năm ở cảnh trời Đâu Suất bằng 144.000 năm ở cõi này. Đại Bát Niết Bàn Kinh, quyển 32. Trong cõi dục giới, cảnh Đâu Suất Đà Thiên là tốt hơn hết. Dưới cảnh ấy, chư thiên có lòng phóng dật. Trên cảnh ấy, chư thiên có căn ám độ. Cho nên, cảnh ấy là tốt hơn hết. Ai tu trí, tu giới sẽ sanh ở cảnh trên hoặc cảnh dưới. Ai tu thí, giới, định sẽ sanh ở cảnh Đâu Suất Thiên. Trong kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất, Đại Chánh Trân Tu Bộ Kinh Tập số 0452 có chép rõ về cung trời Đâu Suất, trong đó có đoạn: cung trời Đâu Suất có 5 đại thần. Đại thần thứ nhất trên bảo tràng, thân tuôn 7 báo rải trong tường cung trời. Mỗi một châu báo thành vô lượng nhạc khí treo giữa hư không và tự phát ra âm thanh, có vô lượng thanh âm làm cho chúng sanh vui thích. Đại thần thứ hai tên là Hoa Đức, thân tuôn vô số hoa phủ che cung tường và hóa thành lọng hoa, mỗi một lọng hoa làm thành 100.000 tràng phan để dẫn đường. Đại thần thứ ba tên là Hương Âm, trong chỗ chân long nơi thân tuôn ra mùi hương vi diệu như hương chiên đàn, hải ngạn. Hương ấy như mây tạo thành 100 màu quý báu, thơm quanh cung điện 7 vòng. Đại thần thứ tư tên là Hỷ Lạc, tuôn ra ngọc như ý, mỗi mỗi châu báu tự nhiên trụ trên tràng phan kêu lên vô lượng các pháp, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng và năm giới, các pháp ba la mật, vô lượng pháp làm lành lợi ích và khuyên tu hạnh bồ đề. Đại thần thứ năm tên là Chánh Âm Thanh, các lỗ chân lông trên thân tuôn ra các dòng nước, trên mỗi một dòng nước có 500 ức hoa, trên mỗi bông hoa có 25 ngọc nữ, các lỗ chân lông trên thân những ngọc nữ đó phát ra tất cả thanh âm tuyệt diệu hơn cả âm nhạc của hoàng hậu cung Thiên Ma. Đó là cảnh giới Đâu Suất Đà Thiên, do phước báo tu thập thiện mới được phước đức thù thắng vi diệu như vậy. Nếu ta ở đời một tiểu kiếp để sảng rộng về quả phước tu 10 điều thiện và báo ứng của Bồ Tát, còn một đời sẽ thành Phật cũng không thể nào hết được. Này, ta chỉ sảng tóm tắt cho các ngươi mà thôi. Này Ubali, như có tỳ kheo và tất cả đại chúng nào muốn sanh lên cõi trời ấy thì đừng nhàm chán sanh tử, tâm yêu kính tuệ giác vô thượng. Muốn làm đệ tử Bồ Tát Di Lặc thì hãy quán tưởng thế này: giữ trọn vẹn 5 giới, 8 giới bát quan trai và giới cụ túc, thân tâm tinh tấn, không cầu đoạn kiết sử, tu pháp 10 điều thiện, luôn luôn tu duy về sự an vui tốt đẹp bậc nhất ở cõi trời Đâu Suất. Quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Tôn giả Ubali rời tòa, sửa y ca sa, cùng kính đảnh Phật và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trên trời Đâu Suất mới có sự an vui và cực kỳ tốt đẹp như vậy. Này, khi nào đại sĩ này chết ở Diêm Phù Đề và được sanh đến cõi trời kia? Đức Phật bảo Ubali: xưa kia Di Lặc sanh nơi nhà Đại Bà La Môn, thôn Kiếp Ba Lợi, nước Ba La Nại. Đến ngày rằm tháng 2, 12 kiếp sau, Bồ Tát sanh trở lại nơi này với tư thế ngồi kiết xà như nhập định, thân màu vàng rồng, tỏa hào quang sáng rực rỡ như 100.000 mặt trời chiếu đến trời Đâu Suất Đà. Toàn thân xá lợi của Bồ Tát tĩnh lặng không dao động như pho tượng vàng. Trong hào quang viên mãn ấy có chữ nghĩa Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội và Bát Nhã Ba La Mật rạng rỡ sáng ngời. Khi ấy, các thiên thần liền đến xây tháp bằng châu báu tốt đẹp để cúng dường xá lợi Bồ Tát. Rồi Bồ Tát bỗng hóa sanh nơi cung trời Đâu Suất Đà. Trên điện Ma Ni, trong đài bảy báo,
ngồi kiết xà trên hoa sen nơi tòa sư tử, thân cao 16 do tuần, sắc vàng như diêm phù đàn, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhục kế nơi búi tóc trên đảnh màu lưu ly xanh biếc. Trên mũ trời của Bồ Tát được trang trí bằng ngọc Thích Ca, Tỳ Lăng Xà và trăm ngàn vạn ức Trần Thúc Ca Bảo có trăm vạn ức màu. Trong mỗi một màu nơi mũ có vô số lượng trăm ngàn Phật hóa hiện, có các Bồ Tát hóa hiện làm thị xã. Phương khác lại có các đại Bồ Tát làm 18 cách biến đổi, tùy ý tự tại trong mũ trời. Giữa chân mày của Bồ Tát Di Lặc có ánh sáng tướng bạch hào phát ra các ánh sáng tạo thành trăm màu châu báu và 32 tướng. Trong mỗi mỗi tướng tốt cũng có 500 ức màu báu. Mỗi một tướng tốt tuyệt diệu đó phát ra 84.000 mây ánh sáng. Các thiên tử đều ngồi trên tòa hoa, ngày đêm sáu thời đều nói về sự thực hành pháp luân bất thối chuyển địa. Trải qua một thời gian, Bồ Tát giáo hóa thành tựu 500 ức thiên tử, làm cho họ được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế, Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất Đà, ngày đêm thường nói pháp bất thối chuyển này để độ hóa các thiên tử. Theo như ở Diêm Phù Đề tính ra là 56 ức vạn năm, lúc ấy Bồ Tát mới hạ sanh cõi Diêm Phù Đề. Như kinh Di Lặc hạ sanh đã ghi, đây là sự việc của Bồ Tát Di Lặc ở Diêm Phù Đề, chết rồi sanh lên cung trời Đâu Xuất. Khi ta diệt độ, các đệ tử của ta có người tinh tấn tu hành các công đức oai nghi đầy đủ, quét tháp, dọn tinh xá, đem các hoa thơm tươi đẹp nhất để cúng dường, thực hành thiện định sâu xa, thọ trì đọc tụng kinh điển. Những người đó nên chí tâm, cho dù chưa đoạn tận phiền não hay chưa đắc lục thông, hãy nên chánh niệm, nghĩ nhớ Phật và hình tượng, danh hiệu Đức Di Lặc. Người như vậy, hoặc trong khoảng một niệm thọ trì tám trai giới, tu các tịnh nghiệp, phát thệ nguyện rộng lớn, sau khi qua đời, chỉ trong khoảnh khắc liền được vãng sanh lên cõi trời Đâu Xuất, được ngồi kiết xà trên hoa sen, có trăm ngàn thiên tử trọi kỹ nhạc trời, dùng hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la rải lên trên những người ấy. Các thiên tử ngợi khen, lành thay, thiện nam tử, người ở Diêm Phù Đề tu nhiều phước nghiệp, được sanh đến cõi này. Cõi này gọi là trời Đâu Xuất Đà. Chủ cõi trời này là Đức Di Lặc, người hãy quy y Bồ Tát Di Lặc. Khi nghe xong, những người đó liền đảnh lễ Bồ Tát, rồi nhìn kỹ vào tướng hào quang sáng giữa chân mày của Bồ Tát, tức thì họ được vượt khỏi sanh tử trong 90 ức kiếp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát tùy duyên đời trước của người ấy mà thuyết pháp vi diệu, làm cho họ được tâm vững chắc mà không thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Những chúng sanh nào nếu tu các nghiệp thanh tịnh, thực hành sáu pháp hòa kính, kiên định không nghi ngờ thì được sanh về trời Đâu Xuất, được gặp Bồ Tát và theo Bồ Tát Di Lặc xuống lại cõi Diêm Phù Đề, được nghe pháp đệ nhất, vào đời tương lai được gặp tất cả chư Phật ở đời hiền kiếp. Đến kiếp tinh tú cũng được gặp chư Phật Thế Tôn, được các đức Phật thọ ký đạo quả giác ngộ. Đức Phật bảo Ubali, sau khi ta diệt độ, các hàng tỳ kheo ni, Ubatat, Ubayi, trời, rồng, dạ xoa, càng tháp bà, Atula, khẩn na la, ma hầu la già, các đại chúng này nếu ai được nghe danh hiệu Đại Bồ Tát Di Lặc mà hoan hỷ cung kính, lễ bái, những người này sau khi chết, chỉ trong khoảng khải móng tay liền được vãng sanh như đã nêu trên. Chỉ được nghe danh hiệu Bồ Tát Di Lặc mà sau khi chết cũng được khỏi đọa vào chỗ tối tâm, chỗ biên địa tà kiến, các ác luật nghi, thường sanh chánh kiến, có quyến thuộc giàu sang, không hủy bán tam bảo. Đức Phật bảo Ubali, nếu có người nam, người nữ nào phạm các giới cấm và tạo nhiều nghiệp ác mà được nghe danh tự Đại Bi của Bồ Tát, cung kính chí thành đảnh lễ sám hối, thì các nghiệp ác đó được trong sạch ngay. Đời tương lai có những chúng sanh nghe được danh hiệu Đại Bi của Bồ Tát này mà tạo lập hình tượng, cúng dường hương hoa, y phục, lộng lụa, tràng phan, lễ bái và niệm danh hiệu Ngài. Khi sắp chết, người này được Phật Di Lặc Bồ Tát phóng hào quang trắng giữa chân mài, cùng các thiên tử mưa hoa mạn đà la và đến nghênh đón. Phút chốc, người này liền được vãng sanh, gặp được Bồ Tát Di Lặc và cung kính đảnh lễ Ngài. Chưa kịp ngẩng đầu lên đã được nghe pháp nhiệm màu, được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng. Đời tương lai cũng sẽ gặp được hàng hà sa số chư Phật Như Lai. Này Ubali, ông hãy lắng nghe. Đời tương lai Bồ Tát Di Lặc Đại Từ sẽ là chỗ quy y của vô lượng chúng sanh. Người quy y với Bồ Tát Di Lặc thì biết đó là không thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Khi Bồ Tát Di Lặc thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những người này
gặp được hào quang Phật liền được thọ ký. Sau khi ta diệt độ, bốn chúng đệ tử, trời, rồng, quỷ thần, ai muốn sanh lên cõi trời Đau Suất nên tu quán tưởng, tư duy chánh niệm về cõi trời ấy và giữ giới thanh tịnh. Từ 1 đến 7 ngày chuyên trì niệm hạnh thập thiện và 10 thiện đạo. Do công đức này, hồi hướng nguyện sanh đối trước Phật Di Lặc thì hãy quán tưởng điều này. Người quán tưởng, nếu thấy một vị thiên nhân ngồi trên một hoa sen hoặc trong một khoảnh khắc niệm danh hiệu Bồ Tát Di Lặc, người này sẽ được tiêu trừ 1.200 kiếp tội ác sanh tử. Nếu nghe danh hiệu Bồ Tát Di Lặc mà chắp tay cung kính, người này trừ được 50 kiếp tội sanh tử. Người kính lễ Bồ Tát Di Lặc sẽ trừ được 100 kiếp ức tội sanh tử. Nếu như không được sanh lên cõi trời Đau Suất, thì đời tương lai trong hội Long Hoa, dưới cõi Bồ Đề cũng được gặp Phật, phát tâm đạo vô thượng. Khi Đức Phật nói những lời này, vô lượng đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và Bồ Tát Di Lặc, rồi nhiễu quanh Phật cùng Bồ Tát Di Lặc 100.000 vòng. Những người chưa đắc đạo đều phát thệ nguyện: chúng con trời người và 8 bộ chúng hôm nay ở trước Phật thành thật phát nguyện, đời tương lai sẽ gặp Phật Di Lặc, khi xả bỏ thân này đều được sanh lên cõi trời Đau Suất. Đức Thế Tôn ghi nhận và dạy: đời sau các người tu phước trì giới đều sẽ vãng sanh cõi Bồ Tát Di Lặc và được Bồ Tát Di Lặc thọ ký. Lúc bấy giờ, Tôn giả A Nan rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lành thay Đức Thế Tôn, ngài đã nói về công đức của Bồ Tát Di Lặc và thọ ký cho những ai đời sau tu phước thiện sẽ được quả báo. Con xin tùy hỷ, xin Đức Thế Tôn cho biết pháp này thọ trì như thế nào và kinh này tên là gì. Đức Phật bảo A Nan: ông nhớ lời ta dạy, cẩn thận đừng quên mất, để đời sau khai mở con đường sanh lên cõi trời và chỉ bày đạo lộ giải thoát, chớ để đoạn mất hạt giống Phật. Kinh này tên gọi là Bồ Tát Di Lặc Nhập Niết Bàn, cũng gọi là Quán Di Lặc Sanh Đau Suất Đà Thiên, khuyên người tu phát tâm Bồ Đề nên thọ trì như vậy. Khi Đức Phật dạy những lời này, có 10 vạn Bồ Tát ở phương khác đến đại hội Đạt Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. 8 vạn ức chư thiên phát tâm Bồ Đề đều nguyện theo Phật Di Lặc hạ sanh. Lúc Phật dạy những lời này, bốn chúng đệ tử, trời, rồng, bát bộ nghe lời Phật dạy, tất cả vui mừng đảnh lễ Phật mà lui ra. Phật thuyết Di Lặc hạ sanh kinh. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ngự ở vườn Kỳ Thọ Cáp Cô Độc tại nước Xá Vệ, cùng với chúng tỳ kheo gồm 500 người đến dự. Bấy giờ A Nan trợt áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, bạch Phật rằng: Đức Như Lai có kiến giải cao mình, không có việc gì chẳng xem xét. Ba đời đương lai quá khứ hiện tại thảy đều thấu tỏ. Danh hiệu, tên họ của chư Phật quá khứ, đệ tử, Bồ Tát theo hầu nhiều ít thảy đều biết rõ. Một kiếp, trăm kiếp hoặc vô số kiếp thảy đều quán sát cũng là như vậy. Tên họ của quốc vương, đại thần, người dân liền hay phân biệt. Như ngày nay, cõi nước hiện tại có ngần ấy thứ cũng là rõ biết. Tương lai lâu xa, Di Lặc hiện ra, trí chân đẳng chính giác. Còn muốn nghe sự việc ấy, đệ tử theo hầu, cảnh Phật sung sướng an vui, trải qua bao nhiêu thời. Đức Phật bảo A Nan: ông quay trở về chỗ ngồi, lắng nghe điều ta nói. Di Lặc hiện ra, cõi nước sung túc an vui, đệ tử nhiều ít, hãy khéo nghĩ nhớ, giữ gìn trong tâm. Khi ấy A Nan tuân theo Đức Phật, nhận lời dạy bảo liền quay về chỗ ngồi. Lúc đó Đức Phật bảo A Nan rằng: tương lai lâu xa, ở cõi nước này sẽ có thành quách tên là Xí Đầu, đông tây 20 do tuần, nam bắc 7 do tuần, đất đai tươi tốt, người dân đông nhiều, đường phố ngõ tắt được chia thành hàng lối. Bấy giờ trong thành có vị Long Vương tên là Thủy Quang, ban đêm tuôn mưa hương thơm thấm ướt, ban ngày thì lại trong sạch ôn hòa. Lúc đó
Trong thành sĩ đầu có quỷ La Sát tên là Điệp Hoa, đã thực hành thuận theo pháp, chẳng trái ngược với chính giáo, thường hướng đến người dân sau khi họ nằm ngủ, trừ bỏ uế ác, các thứ bất tịnh. Thường dùng nước cốt thơm mà rưới vẩy mặt đất, khiến cho rất sạch sẽ thơm tho. Ananem biết lúc đó đất Diêm Phù, đồng tây nam bắc ngàn vạn do tuần, các núi, sông, vách đá đều tự tiêu diệt, nước của bốn miệng lớn đều giảm một vạn. Thời đất Diêm Phù rất ư bằng phẳng như cái gương trong sáng, nâng đỡ lúa đậu, thức ăn bên trong đất Diêm Phù khiến được tươi tốt, mua bán ngay. Người dân đông đúc, nhiều các châu báu, các làng xóm sát cạnh, gà gáy nối tiếp nhau. Thời đó, cây có hoa quả xấu, hô kiệt, uế ác cũng tự tiêu diệt. Khi ấy, cây có hoa quả ngon ngọt, mùi thơm rất được ưa thích khác đều sinh từ đất. Lúc đó, thời khí ôn hòa thích hợp, bốn thời thuận theo tiết. Trong thân người không có 108 tai vạ, tham dục, giận dữ, ngu si chẳng được ân cần. Tâm người quân bình đều đồng một ý. Khi gặp nhau vui thích, cùng hướng đến nhau nói những lời tốt lành, một loại ngôn từ không có sai biệt, như người u đang biệt ấy không có khác. Khi ấy, bên trong đất Diêm Phù, người dân lớn nhỏ đều đồng một hướng, không có sự sai biệt sang hèn. Thời đó, kẻ nam người nữ thì muốn đi tiêu tiểu, thời mặt đất tự nhiên tách ra, xong việc thời mặt đất liền khép trở lại. Bấy giờ, bên trong đất Diêm Phù tự nhiên sinh lúa gạo, cũng không có vỏ thóc bao bọc, rất ư thơm tho, ăn vào không có tai vạ khổ đau. Vàng, bạc, châu báu, sa cừ, mã não, trân châu hổ phách đều rải trên mặt đất, không có người nào xem xét xử lấy. Người dân thời đó cầm lấy một vật báo này thì tự nói với nhau rằng: người thời xưa do vật báo này mà gây thương tích tàn hại lẫn nhau, bị cột trói giam cầm trong ngục, chịu vô số khổ não. Như ngày nay, vật báo này chỉ đồng với gạch đá, không có người coi xử. Bấy giờ có vị pháp vương xuất hiện, dùng chính pháp cai trị cảm hóa thành tựu bảy báu. Bảy báu đã nói là: bánh xe báu, luân báu, con voi báu, tượng báu, con ngựa báu, mã báu, viên ngọc báu, châu báu, người nữ báu, ngọc nữ báu, vị thống lãnh quân đội báu, điển binh báu, vị bảo quản kho tàng báu, thủ tạng báu. Đây là bảy báu trấn bên trong đất Diêm Phù, chẳng cần dùng dao gậy, tự nhiên đánh bạc khiến chịu quy phục. Này A Nan, như hiện nay bốn kho tàng châu báu: một, kho báu Y Bát La ở Kiên Đà Việt có nhiều loại châu báu, vật kỳ dị chẳng thể tính đếm. 2. Kho tàng lớn nước Di Thê La cũng có nhiều châu báu. 3. Nước lớn Tu Lại Tra có kho báu lớn cũng có nhiều châu báu. 4. Vua Nhân Khư có kho báu lớn, nhiều loại châu báu chẳng thể tính đếm. Bốn kho tàng lớn này tự nhiên ứng hiện, các người giữ kho tàng đều đến thưa với đức vua: nguyện xin đại vương đem vật của kho báu này ban ân bố thí cho kẻ nghèo túng. Khi ấy, đại vương được vật báu này xong cũng lại chẳng cần xem xét xử lấy, ý tưởng là không có tài bảo. Thời bên trong đất Diêm Phù tự nhiên trên cây sinh ra quần áo rất mềm mại, mịn màng. Người lấy áo mặc vào như người u đang việt, tự nhiên trên cây sinh ra quần áo mà không có khác. Bấy giờ, đức vua ấy có vị đại thần tên là Tu Phạm Ma, là bạn tốt của vua từ thời trẻ nên đức vua rất yêu kính. Lại dung mạo của vị ấy đoan chính, chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng mập, chẳng gầy, chẳng đen, chẳng trắng, chẳng già, chẳng trẻ. Vị Tu Phạm Ma lúc đó có người vợ tên là Phạm Ma Việt, rất ư xinh đẹp trong hàng vương nữ, như vị phi của thiên đế, miệng tỏa ra mùi thơm của hoa sen ưu bát, thân có mùi thơm chiên đàn mà 84 dáng vẻ của các người phụ nữ vĩnh viễn không thể có, cũng không có bệnh tật, niệm loạn tưởng. Khi ấy, Bồ Tát Di Lặc ở trên trời Đông Xuất, quán sát cha mẹ chẳng già chẳng trẻ, liền giáng thần xuống, ứng theo hông bên phải sinh ra. Như ta ngày nay, sinh ra từ bên phải không có khác, Bồ Tát Di Lặc cũng lại như thế. Chư thiên cõi Đau Suốt, mỗi mỗi điều xướng lệnh: Bồ Tát Di Lặc đã giáng thần sinh ra. Lúc đó, Tu Phạm Ma liền đặt tên cho con là Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc có 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, thân của Ngài có màu vàng chói. Thời ấy, con người sống rất lâu dài, không có các tai vạ, đều thọ đến 84.000 tuổi, người nữ đến 500 tuổi mới lấy chồng. Bấy giờ, Di Lặc ở tại nhà chưa trải qua nhiều thời, liền xuất gia học đạo. Khi ấy, cách thành xí đầu chẳng xa, có cây đạo tên là Long Hoa, cao một do tuần, rộng 500 bộ. Thời Bồ Tát Di Lặc ngồi dưới cái cây này, thành đạo quả vô thượng. Ngay lúc nửa đêm, Di Lặc xuất gia, tức ở đêm ấy, thành đạo vô thượng. Thời 3.000 đại thiên cõi nước chấn động theo 6 cách, mỗi mỗi vị địa thần đều cùng nhau tuyên cáo rằng:
Lúc này Di Lặc đã thành Phật. Chuyển đến cung của bốn vị thiên vương, Di Lặc đã thành Phật đạo. Mỏi mỏi chuyển nghe thấu đến 33 cõi trời, tam thập tam thiên, cõi diễm thiên, cõi trời đau suốt, cõi trời hóa tự tại, cõi trời tha hóa tự tại. Tiếng vang chuyển chuyển đến cõi phạm thiên, Di Lặc đã thành Phật đạo. Lúc đó ma vương tên là đại tướng dùng pháp trị hóa, nghe tiếng vang dội của tên Như Lai thì vui mừng hớn hở, chẳng thể kiềm chế được mình, 7 ngày 7 đêm chẳng nhắm mắt, chẳng buồn ngủ. Khi ấy ma vương đem vô số trời người của cõi dục đến chỗ của Đức Di Lặc cung kính lễ bái. Di Lặc Thánh Tôn cùng với các trời người lần lượt nói luận vi diệu của pháp. Luận đã nói là thí luận, luận về bố thí, giới luận, luận về trì giới, sinh thiên luận, luận sinh về cõi trời. Sự vi diệu cần thiết phát ra từ tưởng dục bất tịnh, sự chẳng trong sạch của việc ham muốn. Bấy giờ Đức Di Lặc thấy các người dân đã phát tâm vui vẻ, pháp của các Đức Thế Tôn đã thường nói khổ, tập, diệt, đạo, đem trong hết cho trời người, rộng phân biệt nghĩa ấy. Lúc đó 84.000 vị thiên tử trên tòa dứt hết cả bụi dơ, được sự trong sạch của con mắt pháp. Khi ấy ma vương đại tướng bảo mọi người dân của cõi ấy rằng: các người mau xuất gia. Tại sao thế? Vì ngày nay Đức Di Lặc đã vượt qua bờ bên kia, cũng sẽ độ cho các người, khiến đến bờ bên kia. Bấy giờ trong thành xí đầu có vị trưởng giả tên là Thiện Tài, nghe sáo lệnh của ma vương, lại nghe âm vang dội của Đức Phật, liền đem 84.000 chúng đến chỗ của Đức Di Lặc, cúi đầu mặc lễ bàn chân của ngài rồi ngồi ở một bên. Khi ấy Đức Di Lặc lần lượt cùng nhau nói luận vi diệu của pháp. Luận đã nói là thí luận, luận về bố thí, giới luận, luận về trì giới, sinh thiên luận, luận sinh về cõi trời. Sự vi diệu cần thiết phát ra từ tưởng dục bất tịnh, sự chẳng trong sạch của việc ham muốn. Lúc đó Đức Di Lặc thấy người dân tâm mở ý hiểu như pháp mà các Đức Thế Tôn đã thường nói, khổ, tập, diệt, đạo, đem trao cho các trời người, rộng phân biệt nghĩa. Khi ấy 48.000 trời người trên tòa dứt hết cả bụi dơ, được sự trong sạch của con mắt pháp. Bấy giờ Thiện Tài cùng 84.000 người liền ở trước mặt bạch Phật cầu xin xuất gia, khéo tu phạm hạnh, tận thành đạo A-la-hán. Khi ấy hội đầu tiên của Đức Di Lặc có 84.000 người đáp A-la-hán. Lúc đó vua Nhương Khư nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền đến chỗ của Đức Phật muốn được nghe pháp. Thời Di Lặc vì nhà vua nói pháp chẳng đầu tốt lành, chẳng giữa tốt lành, chẳng cuối tốt lành với nghĩa lý thâm thúy. Bấy giờ đại vương lại ở lúc khác lập thái tử làm vua, ban châu báo cho vị thầy cạo tóc, lại đem mọi loại báo cho các vị phạm chí, đem 84.000 chúng đến chỗ của Đức Phật cầu làm sa môn, tận thành đạo quả, đắc A La Hán. Khi ấy đại trưởng giả Tu Phạm Ma nghe Đức Di Lặc đã thành Phật đạo, liền đem 84.000 chúng phạm chí đến chỗ của Đức Phật cầu làm sa môn, đắc A La Hán. Chỉ có một mình Tu Phạm Ma chặt đứt 3 kết sử, dứt hết bờ mé đau khổ. Lúc đó Phật mẫu Phạm Ma Việt lại đem 84.000 chúng cung nữ đi đến chỗ của Đức Phật cầu làm sa môn. Bấy giờ hết thảy các cung nữ đều đắc A La Hán, chỉ có một mình Phạm Ma Việt chặt đứt 3 kiết sử, thành tu đà hoàng. Khi ấy các phụ nữ sát lợi nghe Đức Phật Di Lặc hiện ra ở thế gian, thành đẳng chánh giác, đến số ngàn vạn chúng đi đến chỗ của Đức Phật, cúi đầu mặc lễ bàn chân của ngài rồi ngồi một bên, mỗi mỗi đều sinh tâm cầu làm sa môn, xuất gia học đạo. Hoặc có người vượt cấp thủ chứng, chứng nhận quả vị, hoặc có người chẳng nhận thủ chứng. Này A Nan, bấy giờ người chẳng vượt cấp thủ chứng, hết thảy đều là người phụng kính pháp, suy tính chán ghét tất cả thế gian, tu tưởng chẳng thể yêu thích, bất lạc tưởng. Khi ấy Đức Di Lặc đang nói giáo của ba thừa như ta ngày nay. Trong hàng đệ tử thời có ông Đại Ca Diếp thực hành 12 đầu đà, ở chỗ của chư Phật quá khứ khéo tu phạm hạnh. Đây là nguyên nhân sẽ trợ giúp cho Di Lặc khuyến hóa người dân. Lúc đó Ca Diếp cách Đức Như Lai chẳng xa, ngồi kiết xà, ngay thẳng thân, ý chính đúng, cột buộc niệm ngay trước mặt. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ca Diếp rằng: nay ta tuổi đã hơn 80, sức khỏe đã suy kém, song nay Như Lai có 4 vị đại thành văn chịu nhận đi du hóa, trí tuệ không tận, đầy đủ mọi đức. Thế nào là 4? Ấy là Tỳ Khưu Đại Ca Diếp, Tỳ Khưu Đồ Bát Tháng, Tỳ Khưu Tân Đầu Lô, Tỳ Khưu La Vân. Các ông
bốn vị đại thành văn yêu cầu chẳng vào Niết Bàn, đợi pháp của ta tận hết, sau đó sẽ vào Niết Bàn. Đại Ca Diếp cũng chẳng nên vào Niết Bàn, yêu cầu chờ đến khi Đức Di Lặc hiện ra ở thế gian. Sao lại như thế? Vì đệ tử mà Đức Di Lặc đã hóa độ, hết thảy là đệ tử của Thích Ca Văn do ta hóa độ còn sót lại, được dứt hết hữu lậu. Trong thông tỳ đề thuộc cõi nước Ma Kiệt, Đại Ca Diếp trụ ở núi ấy. Khi Đức Di Lặc Như Lai đem vô số chúng trời người trước sau vây quanh, đi đến trong núi này, rồi thì nương nhờ ân của Đức Phật, các quỷ thần sẽ cho mở cửa, khiến được nhìn thấy Ca Diếp đang thiền trong hang. Khi ấy Đức Di Lặc duỗi bàn tay phải, chỉ vào Ca Diếp, rồi bảo các người dân. Đây là đệ tử của Đức Thích Ca Văn ở thời quá khứ lâu xa, tên là Ca Diếp. Ngày nay, hiện đang thực hành đầu đà khổ hạnh, tối vi bậc nhất. Lúc đó, các người thấy việc này xong, khen chưa từng có. Vô số trăm ngàn chúng sinh dứt hết các bụi dơ, được sự trong sạch của con mắt phát. Hoặc lại có chúng sinh nhìn thấy thân của Ca Diếp xong. Đây là hội đầu tiên, 96 ức người đều đắc A-La-Hán. Người của nhóm này đều là đệ tử của ta, sở dĩ như thế, vì điều do thọ nhận sự dạy dỗ của ta mà đến được chốn này vậy. Này A Nan, bấy giờ Đức Di Lặc Như Lai sẽ lấy tăng xà lê của Ca Diếp đang mặc, lúc đó thân thể của Ca Diếp đột nhiên phân tán. Khi ấy, Đức Di Lặc lại lấy mọi loại hương hoa cúng dường Ca Diếp. Sao lại như thế? Vì chư Phật có tâm cung kính chính pháp, Đức Di Lặc cũng do ở chỗ của ta thọ nhận sự hóa độ chính pháp mà được thành đạo chính chân vô thượng. A Nan nên biết, khi hội thứ hai của Di Lặc, thời có 94 ức người đều thành A-La-Hán, cũng là đệ tử do ta dạy bảo còn sót lại, thực hành bốn việc cúng dường mà được đến chốn này vậy. Lại hội thứ ba của Đức Di Lặc, có 92 ức người đều là A-La-Hán, cũng lại là đệ tử do ta dạy bảo còn sót lại. Bấy giờ, tín hiệu của tỳ khưu đều gọi là từ thị đệ tử. Như ta ngày nay, các vị thanh văn đều xưng là Thích Ca đệ tử. Lúc đó, Đức Di Lặc cùng với các đệ tử nói pháp, tỳ khưu, các ông nên suy nghĩ, tưởng mọi sự không có thường, tưởng trong sự yêu thích có sự khổ đau, tưởng lo toàn cái ta, không có cái ta, tưởng trong cái thật có sự trống rỗng, tưởng hình sắc biến đổi, tưởng máu ứ động màu xanh, tưởng bụng sưng phù lên, tưởng ăn chẳng tiêu, tưởng tất cả thế gian chẳng thể yêu thích. Sở dĩ như thế, tỳ khưu nên biết 10 tưởng này đều là Đức Phật Thích Ca Văn thời quá khứ đã cùng với các ông nói, khiến cho được dứt hết tâm hữu lậu, được giải thoát. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Văn ở thời quá khứ tu hành phạm hạnh, ác đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn cúng dường tam bảo, ác đi đến chỗ ta. Hoặc ở chỗ Đức Phật Thích Ca Văn trong khoảng 4 ngón tay tu hành gốc thiện, ác đi đến chốn này. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn thực hành tâm của bốn nhóm, ác đi đến chốn này. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn thọ trì ba pháp tự quy, ác đi đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn dựng chùa miếu thần, ác đi đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn sửa chữa tu bổ chùa cổ xưa, ác đi đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn thọ pháp tám quan trai, ác đi đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn dùng hương hoa cúng dường, ắt đi đến chốn này. Hoặc lại ở chỗ ấy, nghe pháp rồi buồn khóc, rơi nước mắt, ắt đi đến chỗ của ta. Hoặc ở chỗ của Đức Phật Thích Ca Văn truyền ý nghe nhận pháp, ắt đi đến chỗ của ta. Hoặc lại suốt đời khéo tu phạm hạnh, ắt đi đến chỗ của ta. Hoặc lại có viết chép, đọc tụng, ắt đi đến chỗ của ta. Hoặc lại phụng sự cúng dường, ắt đi đến chỗ của ta. Lúc đó, Di Lặc liền nói kệ này. Đức nghe giới tăng ích, thiền với suy nghĩ nghiệp, khéo tu nơi phạm hạnh, ác đến chỗ của ta. Khuyên thí, phát tâm vui, tu hành cõi nguồn tâm, ý không tưởng nhiều loại, đều đến chỗ của ta. Hoặc phát tâm bình đẳng, phụng sự nơi chư Phật, tăng cơm cho chúng thánh, đều đến chỗ của ta. Hoặc tụng giới khế kinh, khéo tập nói cho người, sáng tỏ nơi gốc pháp, nay đến chỗ của ta. Xong thích khéo độ hóa, cúng dường các xá lợi, phụng sự pháp cúng dường, nay đến chỗ của ta. Nếu có viết chép kinh, tuyên bài ở trên lụa, người có cúng dường kinh, đều đến chỗ của ta. Lụa là với các pháp, cúng dường chùa miếu thần, tự xưng Nam Mô Phật, đều đến chỗ của ta. Cúng dường nơi hiện tại, chư Phật thời quá khứ,
thiền định chính bình đẳng, cũng không có thêm bớt. Thế nên ở Phật Pháp, phụng sự nơi chúng thánh, chuyên tâm thờ Tam Bảo, ắt đến chốn vô vi. A Nan nên biết Đức Di Lặc Như Lai ở ngay trong chúng ấy, tuyên nói kệ này. Bấy giờ trong chúng ấy, chư thiên, người dân suy nghĩ mười tưởng này, thời 11 cai người, tức 110 triệu người, dứt hết các bụi dơ, được sự trong sạch của con mắt Pháp. Chúng tăng trong 1.000 năm của Đức Di Lặc Như Lai, không có vết nhơ. Lúc đó, luôn dùng một bài kệ, dùng làm cấm giới. Miệng, ý chẳng làm ác, thân cũng không trổ phạm, nên trừ ba hành này, mau thoát cửa sinh tử. Qua 1.000 năm sau, sẽ có người phạm giới, bèn dựng lập giới lại. Đức Di Lặc Như Lai sẽ sống đến 84.000 tuổi. Sau khi vào Niết Bàn, Pháp để tồn tại 84.000 năm. Sao lại như thế? Vì chúng sinh thời ấy đều là hàng lợi căn. Trong số đó có kẻ trai lành, người thiện nữ muốn được thấy Đức Di Lặc với chúng thanh văn trong ba hội, kèm với thành xí đầu, và nhìn thấy vua Nhân Khư với châu báu của bốn kho tàng lớn, muốn ăn lúa gạo tự nhiên và mặc quần áo tự nhiên, thân hoại mệnh chung, xin liền lên trời. Thì kẻ trai lành, người thiện nữ ấy nên siêng năng tinh tấn, không có xin việc lười biếng, cũng nên cúng dường phụng sự các vị pháp sư, dùng hoa đẹp tốt, đâm giả hương, mọi loại cúng dường, không để cho sót mất. Như vậy A Nan nên làm việc sự học đó. Bấy giờ A Nan với đại hội đều vui vẻ phụng hành.